Chào mừng tất cả quý vị và các bác yêu âm thanh, yêu ca nhạc khắp mọi miền Tổ quốc đã quay trở lại với Cốc Cốc Audio chúng em. Vâng, ở trên màn hình của quý vị và các bác thì một cái dòng loa cực kỳ là nổi tiếng và được rất là nhiều bác tin dùng và sử dụng rồi. Và đây chính là dòng loa JBL KI512 hàng bãi Mỹ xịn quý vị nhé. Đấy. Và hiện tại bây giờ thì những dòng loa JBL KI512 hàng bãi Mỹ xịn này thì bên em đang có hàng cho quý vị và các bác. Đấy. Để cho quý vị và các bác chúng ta mua về, chúng ta tặng vợ, tặng các chị của chúng ta nhân ngày 20 tháng 10. Vâng, đây là cặp JBL KI512 mà được rất là nhiều bác tin dùng và sử dụng đây. Đấy, bát 30 quý vị nhé. Đấy, bát 30. Tất cả là còn nguyên zin hết luôn các bác nhé. Đấy, bát 30. Gần này là gần mút xốp các bác nhé. Và các bác nhìn này, đây là âm trung của nó nhé các bác nhé. Âm trung này của nó là trung 12 cm. Đấy, trung 12 cm và nó là gân vải tầm dầu. Còn đây là chép đôm họng kèn quý vị nhé. Đấy, đây chép đôm họng kèn. Cho nên là cái tiếng chép của nó rất là sáng. Đấy, tiếng chép cực kỳ là sáng luôn. Và ngăn giữa e căng thép không dỉ và cái cong vải lụa thì chúng ta có thể thấy đây là tấm mê ca màu hồng rất là đẹp luôn các bác nhé. Rất là đẹp và rất là nổi bật luôn đây này. Đấy. Các bác có thể treo bằng giá luôn. Đấy, các bác có thể treo bằng giá luôn này. Đấy. Và một cái điều nữa các bác nhé, một cái điều nữa là cái cặp loa này là lỗ thông hơi của nó nằm ở phía cạnh bên các bác nhé, nằm ở phía cạnh bên cho nên là quý vị và các bác chúng ta treo ra, treo gần tường, treo sát tường thì đều được hết luôn các bác nhé. Đấy, chúng ta treo được hết. Đấy, như là loa này chúng ta treo lên góc trên kia thì nó không ảnh hưởng gì đến cái chất âm cả. Đấy. Vâng, cặp loa này hiện tại bây giờ thì cặp loa này là đang được bên Cốc Cốc Audio chúng em là để cho quý vị và các bác giá là 5 triệu đồng đã bao gồm phí vận chuyển các bác nhé. Này, JBL KI512 Made in USA các bác nhé. Hàng này là hàng xịn của Mỹ. Đấy. Vâng, với dòng loa này thì ở trên kênh YouTube Cốc Cốc Audio chúng em thì cũng đã có rất là nhiều những cái bản test rồi là có những cái video mà em tháo nội thất ở bên trong ra cho quý vị và các bác chúng ta cùng xem ở bên trong rồi. Và rất rất là nhiều bác đã sử dụng và đã tin tưởng và cũng đánh giá cái mẫu loa này rất là cao và rất là hay. Nhiều bác lấy một đôi xong rồi là giới thiệu anh em bạn bè lấy thêm. Đấy. Còn nhiều bác thì lấy một đôi thì hay quá, lấy thêm đôi nữa về lắp hai đôi chạy. Đấy. Vâng, cặp loa JBL KI512 thì chất âm của nó như thế nào? Sau đây em sẽ test thử cái chất âm của nó cho những bác mà mới theo dõi kênh. Đấy, mới theo dõi kênh YouTube Cốc Cốc Audio chúng em để cho quý vị và các bác chúng ta cùng lắng nghe và chúng ta cùng cảm nhận xem cái chất âm của cặp loa này nó hay như thế nào quý vị nhé. Mà được nhiều bác đón nhận và sử dụng đến như vậy. Vâng, và những dòng KI512 này của bên em là luôn luôn trong tình trạng muốn cháy hàng luôn các bác nhé. Đấy, luôn luôn trong tình trạng là cháy hàng, mỗi lần hàng về thì chỉ được vài ba hôm thôi là lại hết veo rồi. Đấy. Có gì mà nó hot như vậy? Chất âm của nó như thế nào mà nó hot như vậy? Đấy. Và được nhiều bác đánh giá cao và sử dụng đến như vậy. Đây, bây giờ em sẽ test thử cái chất âm cho quý vị và các bác chúng ta cùng lắng nghe và chúng ta cùng cảm nhận, chúng ta cùng tham khảo các bác nhé. Giá là 5 triệu đồng đã bao gồm phí vận chuyển ạ.
thương vui rước em về cho bên nghỉ ngơi thuyền hoa ơi dừng đây thôi. Là sống động các bác nhé. Đấy, chất âm cực kỳ là sống động luôn. Và chúng ta nghe nó rất là hay, rất là phê luôn các bác ạ. 5 triệu đồng đã bao gồm phí vận chuyển các bác nhé. Đấy, và sẽ tặng kèm dây cho quý vị và các bác. Các bác yêu mến ủng hộ Cốc Cốc Audio chúng em cặp loa này thì các bác liên hệ về một trong hai số điện thoại đang hiển thị ở trên tấm biển. Hoặc các bác để lại số điện thoại bên em sẽ tư vấn trực tiếp cho quý vị và các bác nhé. Còn bây giờ xin phép em được khép lại video tại đây. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác ạ.